Nguyên nhân gây bệnh tiểu đường tiếp 1. Nguyên nhân chính xác gây bệnh tiểu đường tiếp 1 chưa rõ. Theo các chuyên gia, có thể là do hệ thống miễn dịch tấn công phá hủy các tế bào để sản xuất insulin của tuyến tụy. Điều này khiến cho máu của bạn có ít hoặc không có insulin. Vì vậy, đường gluco không được chuyển vào trong tế bào để giải phóng năng lượng. Thay vào đó, nó sẽ ứ động lại trong máu, gây ra bệnh tiểu đường. Nếu ví tuyến tụy như nhà máy sản xuất ra chìa khóa là insulin để mở cửa tế bào, đưa đường gluco vào trong tế bào, thì trong trường hợp tiểu đường tiếp 1, nhà máy là tuyến tụy bị trục trặc nên không sản xuất được hoặc sản xuất thiếu chìa khóa insulin. Nguyên nhân gây bệnh tiểu đường tiếp 2 và tiền tiểu đường. Ở những người bị tiền tiểu đường và tiểu đường tiếp 2, các tế bào trở nên đề kháng với hoạt động của insulin và tuyến tụy không thể tạo đủ insulin để vượt qua sự đề kháng này. Lúc này, đường gluco sẽ không thể đến các tế bào trong cơ thể mà nó sẽ ứ động lại trong máu, gây ra bệnh tiểu đường. Như vậy, trong trường hợp này, nhà máy là tuyến tụy, sản xuất ra chìa khóa là insulin, không bị trục trặc, nhưng vì chìa khóa bị trờn, các thụ cảm thể tiếp nhận insulin của tế bào không tiếp nhận được insulin, gọi là hiện tượng đề kháng insulin, nên chìa khóa insulin không thể mở cửa tế bào để đưa đường gluco vào trong tế bào được. Do đó, buộc nhà máy tuyến tụy phải tăng sản xuất chìa khóa insulin, làm cho nhà máy bị quá tải. Lâu dài, nhà máy đó sẽ bị hư hỏng một phần, gọi là suy tuyến tụy. Khi đó, bệnh nhân phải tiêm một phần insulin từ ngoài vào, giai đoạn phụ thuộc một phần insulin. Đến khi nhà máy hỏng toàn bộ, mất chức năng tuyến tụy, lúc đó bệnh nhân phải tiêm insulin hoàn toàn để thay thế, giai đoạn phụ thuộc hoàn toàn vào insulin. Nguyên nhân gây bệnh do nhiều yếu tố, nhưng trong đó có yếu tố gia đình, thói quen ăn uống và lối sống không khoa học, thiếu lành mạnh cũng như tình trạng thừa cân béo phì và mỡ nội tạng cao là những nguyên nhân quan trọng gây nên tiền tiểu đường và tiểu đường tiếp 2. Nguyên nhân gây bệnh tiểu đường thai kỳ. Trong thời kỳ mang thai, nhau thai tạo ra kích thích tố để duy trì thai kỳ của bạn. Những kích thích tố này làm cho các tế bào có khả năng kháng insulin mạnh hơn. Thông thường, tuyến tụy sẽ đáp ứng bằng cách tăng sản xuất đủ insulin để vượt qua sức đề kháng này. Tuy nhiên, đôi khi tuyến tụy không thể sản xuất đủ insulin, khi đó sẽ dẫn đến lượng đường gluco vận chuyển vào các tế bào bị giảm và lượng đường gluco sẽ ứ động trong máu tăng, dẫn đến tiểu đường thai kỳ. Cảm ơn bạn đã nghe podcast của Thanh Ngọc. Nếu thấy hay, hãy cùng Ngọc chia sẻ thông điệp này đến nhiều người để biết những nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Thanh Ngọc Health, cùng bạn sống khỏe, sống đẹp.